Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm khung treo tường được làm bằng len và bìa cắt tông. Mọi chi tiết xin các bạn xem trong video nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí bằng len và bìa cắt tông nhé. Đầu tiên đối với bìa cắt tông thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình thêm một chiếc compa để lấy hình tròn. Ở đây thì mình đã phát sẵn một hình tròn rồi. Sau khi đã phát xong một hình tròn thì các bạn sử dụng kéo để cắt. Cắt theo cái hình tròn mà mình vừa mới sử dụng compa để kẻ đó. Với hình tròn này của mình thì có bán kính khoảng 3 cm. Sau khi các bạn đã phát xong hình tròn thì các bạn chuẩn bị tiếp cho mình một cuộn băng dính hai mặt. Và bây giờ mình sẽ dính lên toàn bộ mặt của hình tròn này nhé. Mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt này. Các bạn cứ dán đều cho hình tròn của mình chỗ nào cũng có băng dính hai mặt là được. Các bạn nhớ dán đều chỗ nào cũng có băng dính hai mặt nhé. Sau khi đã dán xong thì mình sẽ cắt đi các phần mà băng dính hai mặt dư ra. Mình sẽ cắt theo một hình tròn có dán băng dính hai mặt như thế này. Bây giờ thì các bạn tiếp tục bóc các lớp băng dính hai mặt này đi giúp mình nhé. Để cho băng dính có độ dính tốt nhất thì mình sẽ chỉ bóc 3 sợi ở giữa trước. Hôm nay thì mình sẽ chọn len có màu xanh. Bây giờ thì mình sẽ quấn dính len quấn theo hình tròn nhé. Sau khi đặt len xuống băng dính xong thì các bạn sử dụng một tay để ấn cố định để nó dính vào. Đã gần dính xong rồi. Ở các phần rìa mép này các bạn nhớ chú ý nha. Sử dụng tay để nắn. Tại vì phần rìa này thì là nó đã ít băng dính rồi. Sau khi dính xong đến đoạn cuối thì mình sẽ
ắt đi. Mình sẽ sử dụng kéo để cắt này. Sau đó để đảm bảo chắc chắn thì mình sẽ sử dụng từ bàn keo để cố định phần cuối này lại. Tương tự thì mình cũng sử dụng số bàn keo để cố định các phần rìa ngoài này, tránh trường hợp là nó sẽ bị bong ra. Sau khi đã dính xong thì các bạn có thể dùng tay của mình để miết chặt xuống để phần len của mình dính chắc hơn vào mặt băng dính nhé. Có những chỗ bong thì các bạn sử dụng dùng bàn keo để cố định. Mình chỉ cần cố định cái vòng ngoài nhất thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành cái này. Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc ống hút hoặc là một cây đũa, còn bút gì đó cũng được. Mình sẽ sử dụng kéo để cắt xuống một dãy như thế này. Như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng len màu đỏ. Các bạn quấn theo mình nhé. Mình sẽ trải lên một lượt như thế này. Sau đó vòng xuống. Giữ chắc đoạn đuôi của nó. Giữ chắc đoạn đuôi của nó nhé. Sau đó mình sẽ sử dụng tay để quấn. Đây thì mình quấn nhẹ tay thôi, không cần phải là quá chặt đâu. Quấn đến khi nào hết cái thanh thì thôi. Mà mình quấn nhiều thì lát nữa phần nhụy của mình nó sẽ nở dày hơn. Mình đến đây thôi. Sau đó các bạn giữ hai sợi ở cuối này nhé. Và sợi ở đầu này. Mình sẽ kéo kéo sợi đầu hai sợi cuối này nhé. Sau đó mình tuốt ra. Bây giờ mình sẽ buộc hai phần này lại với nhau nhé. Mình sẽ lấy hai sợi đầu, hai sợi cuối buộc với nhau này. Lần thứ hai thì mình sẽ sử dụng buộc nốt cái sợi mà lúc nãy mình dùng để quấn ấy. Thêm một vòng nữa để cho nó chắc. Như vậy là đoạn dây thừa này mình sẽ sử dụng kéo để cắt đi. Các bạn nhớ buộc hai lần để nó đảm bảo chắc chắn nhé. Đó, sau khi nắn chỉnh lại thì mình sẽ được một hình tròn như vậy.
Tiếp sau đó thì mình sẽ có chuẩn bị một hạt xốp để dán cố định lên phần đầu của nó. Sau khi đã làm xong phần này, phần nhụy này thì mình sẽ dán trực tiếp lên phần giữa của hình tròn lúc nãy mình quấn. Mình sẽ sử dụng keo nến để dính nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần này. Và mình cũng đã có chuẩn bị sẵn thêm vài miếng nữa nhé. Mình sẽ lấy khoảng 7 phân. Đối với 7 phân này thì mình sẽ sử dụng tay quấn. Các bạn cứ làm thế này. Để lấy các vòng len này. Nếu các bạn muốn dày thì các bạn lấy dày, còn mình sẽ chỉ lấy tầm khoảng 8 vòng thôi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng dây để buộc vào phần giữa này. Các bạn buộc nhẹ thôi nhé. Để lát nữa mình còn căn chỉnh. Sau đó mình sẽ sử dụng kéo để cắt các phần này đi. Các bạn có thể sử dụng kéo để các phần này đi nhé. Bây giờ thì các bạn chuẩn bị tiếp cho mình một đoạn len màu đỏ. Mình sẽ sử dụng keo nến này cố định vào đây. Đó thì mình sẽ quấn quanh. Các bạn không cần phải cuốn chặt tay quá đâu nhé. Cuốn xong thì mình lại tiếp tục sử dụng keo nến để cố định đoạn len này lại. Để cho chắc thì mình sẽ cuốn thêm một vòng nữa.
Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo để cắt phần thừa đi. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một đoạn len nữa. Bạn cắt cho mình một đoạn len nữa nhé. Mình sẽ buộc cố định vào đoạn len cũ này. Để tạo một nút thắt ở trên này. Sau đó mình sẽ sử dụng kéo để cắt. Cắt phần thừa đi. Bây giờ thì mình sẽ buộc hai sợi len lại với nhau nhé. Buộc nhẹ tay thôi nhé các bạn, để cho sợi len của mình nó dày hơn thôi. Buộc nhẹ tay, buộc lòng thôi. Các bạn không cần phải buộc hết dây đâu. Đây thì mình sẽ buộc dài một chút. Mình sẽ buộc đến đây thôi, sau đó mình sẽ sử dụng keo nến để cố định phần đuôi lại, tránh trường hợp là nó sẽ tuột ra. Tuy nhiên là lần cuối thì các bạn cũng cố gắng buộc chặt một chút nhé. Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo để cắt cái phần thừa đi. Tương tự như vậy thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn thêm hai sợi nữa với ba chiều dài khác nhau này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ghép các phần này lại với nhau nhé.
Mình sẽ sử dụng keo nến để dán này. Các bạn có thể dán các hình này thành hình tròn, hình thoi. Bạn xếp ra trước, xong rồi các bạn sẽ dán theo cái phong cách mà các bạn ưng ý. Tương tự như vậy các bạn dán nốt các hình còn lại nhé. Đây là hình cuối cùng rồi này. Bạn nhớ giữ cho keo mình chắc nha, để mình cố định các hình lại với nhau nha. Kiểm tra lại xem là nó có bị bong tróc ở đâu không. Tại vì keo nến nó cũng cần một chút thời gian để nó dính lại. Như vậy là mình đã dính xong phần đầu rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành dính các đoạn dây tua này lại phần cuối của hình ngày hôm nay của mình nhé. Mình sẽ lật ngược lại. Các bạn căn chỉnh là xem các bạn là muốn dính theo hình từ thấp đến cao hay là các bạn sẽ dính ba hình bằng nhau. Ở đây thì mình sẽ dính theo dây tua là hai ngắn một dài. Bạn nhớ đợi cho keo khô nha. Trong thời gian đợi keo khô thì các bạn chuẩn bị tiếp cho mình một đoạn dây ngắn thôi. Để mình làm đoạn dính ở trên đỉnh đầu này. Mình sẽ sử dụng một đoạn dây ngắn này. Sau đó mình sẽ cuốn tròn lại. Cuốn cố định lại. Sau đó các bạn sử dụng keo nến để cố định nó nhé. Cuốn xong thì các bạn buộc nó lại.
Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo để cắt các đoạn dây thừa này đi nhé. Bây giờ thì mình sẽ dính vào phần đỉnh đỉnh đầu này của sản phẩm hôm nay nhé. Nó hơi xoắn, nhưng mà mình làm như vậy thì nó sẽ chắc hơn nếu mà mình sử dụng để treo trên tường ấy. Sau đó thì mình cũng sẽ đợi keo khô. Để trang trí cho các sợi dây tua thì mình sẽ sử dụng những hạt xốp để dán lên. Hôm nay thì mỗi hạt xốp mình sẽ dán vào 3 viên xốp. Mỗi sợi dây mình sẽ dán vào 3 viên xốp. Các bạn cứ dán như thế này đối với 3 sợi nhé. Hoặc là nếu các bạn có những viên ngọc trai thì các bạn có thể dán vào thì trông nó cũng sẽ đẹp hơn đấy. Ở đây thì mình sẽ gắn xúc. Như vậy là mình đã hoàn thành xong sản phẩm ngày hôm nay. Khá là đơn giản nhưng mà lại đẹp đúng không nào? Các bạn có thể sử dụng sản phẩm này để treo ở trong phòng ngủ này, ở ngoài phòng khách cũng sẽ đẹp. Hoặc là các bạn có thể thay vào những màu khác, ví dụ như là màu đỏ, màu vàng. Video của mình ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.